Rồi, lại gặp lại các bạn. Đây là kèo thứ hai các bạn nha. Đây là đưa ra. Lên. Đó, nó phát sinh về trên cây đây. Nó bù. Mới chắc tuần nó sẽ bẻ nhiều dữ nhanh đưa ra. Dạ. Thì trước để đâu có 10 cặp chứ mấy. Trước để lại 10 cặp thì đó. 10 để lại 10 cặp. Tuần người ta để là giữ luôn. Sẽ mà để nhanh lấy Dũng à. Còn các bạn hãy coi xem chim nó xuống nha. Thầy chú Dũng thì dự đoán cái bài này thầy dính bao nhiêu con đây chú Dũng? 23 con này, con kích trên bánh tầm 23 con thôi nha. Thôi, hơn thả. Đó, bắt đầu này xuống nè. Chết chà là không quay được rồi. Nè, chuẩn bị các bạn coi con chúng nè. Đó, các bạn hãy coi chim nó xuống rồi nha. Đó, bắt đầu nó xuống rồi đó các bạn. Đó, xuống 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 đó, các bạn thấy chưa? Chẳng chung lại nhé, chẳng lại. Thôi, chú Hùng biết á. Không, nó không qua được rồi đây đâu. Đó, bạn thấy chim nó dính chưa? Đó, 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 cái tiếng nó chuẩn là nó dài các bạn. Treo chuẩn nữa, dính không vớt là nó cứ thế mà nó xuống rồi ha. Xuống con nào nằm gọn trên keo cái đó, đó. Được chưa anh Phong? Rồi, chạy dài dính trong, đó. Xuống rất là nhiều luôn. Ủa, cái con nó dính chưa? Nó chưa đậu. Chưa đậu hả? Rồi, đây là kèo thứ hai các bạn. Một con đường. Đây, chú cháu đang bụng ra kia. Đấy. Đó, con đang. Đó. Có vẻ như thế không? Rồi. Kèo này thì dính cho mớ này, hơn số lượng mất tiêu rồi. Đó, dính mà thêm một cây ở dưới nữa là rồi dính hết luôn á. Nó rất là lớn. Còn để cho nó đẻ mà anh. Thôi được chưa? Được thấy chưa? Không mất nữa không? Thôi được rồi. Thôi, dừng lại thôi. Rồi, theo yêu cầu của chú Dũng. Ừ, xin lỗi Dũng ơi, con nó dính nữa rồi chú Dũng ơi. Thôi, tắt nha. Ok. Rồi, không bắt nữa. Rồi sao bắt nữa, đó bay nó còn đông mà. Thế rồi, để cho anh em khác, anh em đi sau còn bắt nữa chứ. Bắt hết rồi vô sau kêu hết trời. Này chí đi qua rồi chết. Rồi các bạn muốn đầu tư keo thì liên hệ chí nha với anh Phong nha. Đó. Cải hơn cho anh Phong, xin lỗi anh Phong. Không tỷ số chim đang bay trời được nó dính cây cũng hay đúng không? Đó quay cả tôi luôn. Mấy? 31 anh Dũng. Mà theo 31. 31 luôn. Dạ đúng là mình nãy hâm là. À mấy con luôn hả? Xin lỗi anh Phong nha. Được. Em dư 10 con. Chỉ tiêu của 20 con cũng tới 31 con. Tại vì do nó xuống nhanh quá mình không có hãm được. Ừ. Đúng là bắt lên định là bắt 24 con thôi tại vì để nó đẻ. Không thật sự mà bữa trước để lại 10 cặp á chứ mà sao bữa nay nó đẻ nhanh vậy chứ. Đó 10 cặp nó dồn về đó.
Bữa cũng để cái trụ này nè, bắt là để lại 10 cặp á chứ để lại 20 con sao nó để. Nãy mà có một cây ở dưới nữa sắp hết luôn á. Trên cây dưới này thôi đậu hết rồi. Không. Đây bắt có số lượng nên bài ví dụ như bài 50 con là mình bắt cỡ 1/3 hoặc là nửa thôi. Để là nó đẻ còn đợt sau này chứ mình bắt hết thì thôi chứ người sau nó số chim nó ít đi. Không. Thay vì ví dụ như mình bắt một lần nữa mà bữa sau mình bắt cái thời gian nó dài lại. Bữa sau mình thấy ông kia mình chứ bắt xong ông lại cụt tim chê nhau bắt tiếp. À sao không biết. Được, ông bắt cái gì mà thấy mà ông bắt cả mấy trăm con máy tặng xác quá rồi. Không được. Bắt không nghĩ về phía sau rồi. Đây bắt còn để cho nó đẻ, đôi lúc thấy máy là thả ra đi. Đây dính là tiếng này bắt tiếng trống rồi. Còn trống nhưng không máy đâu, nó xuống. Để cho nó đẻ đâu mà. Nói chung là hôm nay là anh Hùng với là anh Phong hơi vất vả tí hả? Tất cả vì cái sự vui vẻ thôi. Sót con anh Hùng ơi. Sót con hoài. Sót con hoài. Cái gì? Có hai cây mà đúng là lượm chim mà để sót. À được chưa? Sống tươi đẹp vô. Sống tươi đẹp hả? Đó, coi như là gỡ chim xong rồi bắt đầu gỡ lông hả? Dạ đúng rồi, gỡ lông. Nếu mà cái cây keo các bạn hà thấy nó xù xì xấu xí quá thì mình chút cơ mình quấn lại, còn nó mướt mướt mà mướt mẹt thì mình cứ để thế mình chơi thôi ha. Mà cái lượng chim này thì không thể mướt được tại vì nó dính nhiều quá là mình phải tháo keo ra. Nhưng mà trước quay về quay ra. Về sau lúc đấy sao hả, quay về lúc thấy ông vật nông chim ra đang giật nông chim ở trong ba ông có hai cái gậy giờ đang vật nông chim chim đồ không vật tao mình cười. Nói chẳng hiểu đâu. Hiểu chứ không? Nhiều cái ông quay người. Đâu mình quay nó có hệ thống chứ. Quay từ lúc mình bắt không biết đến lúc này mà. Chứ đâu phải cắt ngang khúc này không đâu thì tao không biết. Lúc từ cái lúc đặt lên. Đúng không? Từ lúc đặt lên rồi chim nó về nó xuống rồi biết đến hết. Cũng như là một cái kịch bản vậy chứ. Ừ. Là không có kịch bản mà gọi bằng bây giờ ba ông này đang vật hai cái xây lông chim không. Ở đây là công đoạn sửa soạn đấy. Để cho như là kèo tiếp theo. Hai kèo rồi giờ là chuẩn bị làm xong này là quốc kèo thứ ba. Mới được hai kèo đúng không? Thì hai kèo tầm 60 con rồi đấy. Nói chung là mình làm 10 kèo là cỡ 300 chim là về là nhậu được rồi. Đây đây đánh anh em đánh chưa giờ vượt quá nó 10 kèo mà. Tầm 9 kèo thôi lúc này dư mồi là về không đánh nữa. Đánh vậy đó. 100 con em đi. Không để nhanh lên chứ. Bữa trước con bắt cái đây hai tuần như mấy. Để là 20 con cái cây này cũng bắt trụ này. Để là 20 con bữa nay chú thấy đó, nó lượng nó về đó chú thấy không? Nhanh ghê. Để nhanh lắm. Nhanh ghê. Chúng mà không bắt về nặng lúa cho hết. Đã nó nặng hết. Ừ. Tay mình nó dính chim ta. Dạ, tí nữa nó có nước nó không dính chú ơi. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ quay lại cái keo này. Sao nó bộ? Con quấn keo, sau đó mình sẽ tiếp tục đánh keo thứ hai. Và keo thứ ba chứ. Ba. Đây, keo nhiều lại các bạn ha. Dẻo ra. Cảm ơn Hùng. Cái dính chuột dính hết keo. Keo là cây dính chiêu nó mắc tiền lắm. Dính chuột là nó dính là hư keo luôn á. Dính là lụng hết lông luôn. Gà mà cũng dính. Đi không? Qua đây. Nè. Dính keo nha bạn. Để tiết kiệm thời gian cho nên là hai anh kỹ thuật đang quấn keo cho nó nhanh. Bắt anh tiếp rồi. Bắt chim. Đi bắt chim phát là tiếp luôn. Đó. Nhiều lắm, tùy theo cái. Rồi xong. Đấy, Dũng lại quay đây Dũng. Đấy các bạn. Đây là keo màu khác, đây là keo màu khác này các bạn. Đôi lúc thích thì quất cái cục này, đôi lúc thích thì quất cái màu này. Đó ha. Đấy, hai cục keo. Cái màu trắng cái màu xám. Đúng màu trắng đây mà cũng được. Đôi lúc chuyển sang tỉnh khác chứ chơi sẽ chơi cái màu này.
riêng cái khu vực này đánh ăn keo thì chắc sẽ chơi một này, cho nên các bạn nhiều lúc các bạn ở tỉnh nào thì liên hệ tỉnh đó, liên hệ với Chí để nó để Chí chọn các bạn một màu, ok ha. Tôi lúc nó đậm như thế này, chứ lúc khi pha nhạt cao xíu là chim xuống mạnh hơn, nhưng mà nó chỉ cần đậm lên một tí thì con chim lại nhát hơn các bạn. Rồi ok, rồi tắt anh chú giống.